Hello, chào mọi người. Trước mặt quý vị đây là vườn táo. Một cánh đồng táo rất là sai quả. Hôm nay Lưu Như Phong cùng với quý vị cùng trải nghiệm cánh đồng táo này nha. Màu xanh rất là đẹp luôn. Bao la bát ngát luôn quý vị. Đó, bao la bát ngát này. Rất là đẹp. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết ạ. Lưu Như Phong đang có mặt trên cánh đồng táo. Mời các bạn cùng thưởng thức cùng Lưu Như Phong nha. Đây, trên tay Lưu Như Phong đây là quả táo rất là to ngon. Năm nay thời tiết rất là thuận nên là táo rất là sai quý vị ạ. Giá táo thì theo Phong được biết thì giá táo thì cũng rất là rẻ. Đấy, tùy thuộc vào chất lượng táo cũng như là loại to nhỏ của táo. Nhà vườn nào chăm sóc quả chất lượng thì giá sẽ cao hơn, còn quả bình thường thì giá sẽ ít hơn. Nó dao động từ ở chợ, dao động từ 5.000, 10.000, 15.000 mà thậm chí 20.000 một cân cũng có đấy ạ. Mời quý vị nha. Rất là ngon quý vị. Đây là loại táo đường. Rất là ngọt luôn. Mà trồng ở ruộng thì lại cực kỳ ngọt. Bởi vì đất ở ruộng nó chắc, đất thịt nó chắc. Ra cùng trải nghiệm với vườn táo rất là chịu quả. Rất là xa. Rất là đẹp luôn. Mùa táo thì thường thường là bắt đầu từ tháng 12 đến hết tháng 2. Đấy, khoảng 3 tháng đấy quý vị. 3 tháng. 3 tháng xong là người ta lại đốn cây. Đốn cây để cho nó nảy bột lọc vào mùa xuân. Rồi lại khoảng tầm 9 tháng sau thì táo sẽ lại có một lớp quả mới. Rất là đẹp. Năm nay mà thời tiết đẹp thế này xong là trái cây cũng rất là đẹp. Ai có nhu cầu mà mua táo đi biếu Tết hoặc là đi chơi cùng với bạn bè thì rất là hay. Giá rất là rẻ. Rất là ngon luôn, rất là sạch. Thực phẩm từ thiên nhiên. Đấy, quý vị có thể thấy vào trong cây táo này, quý vị có thể thấy là sai chữ quảnh nha. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi những chỗ khác nữa nha. Đây, đẹp chưa quý vị? Yeah. Rất là ngon. Táo này đã thu hoạch được cách đây cũng khoảng gần một tháng đây quý vị. Bây giờ táo đang chín rộ. Rất là ngọt luôn. Này quý vị. Rất là sai luôn. Rất tuyệt vời. Một khung cảnh rất là đẹp vào mùa xuân đúng không ạ? Những trái táo rất thơm ngon, bổ dưỡng nữa. Rất là đẹp.
Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là rộng. Cánh đồng rất là rộng nha. Đây. Chỗ nào cũng quá trời quả luôn. Yeah, lắm quả lắm quý vị. Ôi, quý vị thấy chưa? Rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Đây. Quay chỗ này rất là đẹp nha quý vị. Quả quá trời nhiều luôn. Rất là hấp dẫn. Rất... Hôm nay được đi lên phơi cả. Gì á? Vâng, cháu quay nhờ cháu đưa. Cháu đang làm kênh YouTube mà, muốn trải nghiệm những cái gì nó hay. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vườn táo rất là đẹp đúng không ạ? Vào mùa xuân mà chúng ta được đi thưởng thức những quả táo thế này thì vô cùng là thích thú. Lắm gai lắm quý vị, rất lắm gai nên là Như Phong vừa quay vừa chia sẻ với mọi người. Hình ảnh có thể nó hơi giật một chút, mong quý vị các bạn thông cảm cho Phong nha. Rất là đẹp luôn. Rất tuyệt vời luôn. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Nếu các quý vị các bạn thấy hay thì hãy nhấn vào đăng ký giúp Lê Như Phong nha. Lê Như Phong sẽ quay rất là nhiều những cái thiết thực nữa. Những cái clip mà hay, mà vui, mà có ý nghĩa. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị các bạn lần sau nha. Xin cảm ơn.